Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC với những câu chuyện liên quan đến các vấn đề tài chính cá nhân với chuyên gia tài chính cá nhân Đoàn Đức Minh. Vâng Thanh, và trong phần này thì chúng ta sẽ bàn sang một chủ đề, đó là chuẩn bị đám cưới. Yeah. Một chủ đề cũng khá là quen thuộc với những cái bạn nhân viên văn phòng, những bạn trẻ. Yeah. Ở đây thì liên quan tới chuẩn bị đám cưới thì chúng ta cần cân nhắc những vấn đề gì liên quan đến ngân sách và những cái nguồn phải chuẩn bị, dạ, tài chính phải chuẩn bị. Nhắc đến đám cưới thì đa số bạn trẻ rất là sợ, là ngại, là tiền. Ừ. Thì nếu các bạn đừng có nghĩ nó phức tạp như vậy, bạn nghĩ đơn giản thế gì là tiền, bây giờ mình sẽ cái đầu vào mình là cái gì và đầu ra mình là cái gì, có nghĩa là chi phí mình phải trả cho đám cưới là những cái gì mà cái nguồn mình có là những cái gì. Thì theo mình nhận thấy những cái chi phí đám cưới mà ở Hồ Chí Minh chúng ta đó, trước cái đám cưới bình quân thì khoảng 30 bàn, 300 khách thì nó dao động từ 250 đến 400 triệu. Tùy vô cái mức độ các bạn đã như thế nào. Thì còn về cái vấn đề mà cái tiền mà các anh chị có thì thường là bốn nguồn quan trọng nhất, nhất là cái tiền tiết kiệm bản thân của bản thân mình. Mình đi làm hàng tháng mình tiết kiệm được để mình đám cưới mình chuẩn bị trước. Thứ hai là cái nguồn rất là quan trọng là từ cái bố mẹ hay là người thân, người gia đình sẽ hỗ trợ anh chị khi mà anh chị làm đám cưới. Thứ ba là cái phía bên ngoài là của ngân hàng cho anh chị mở tài khoản thấu chi hay là thẻ tín dụng, đó là hai cái ngân hàng sẽ có thể. Tài khoản thấu chi là gì, anh có thể nói cụ thể hơn một chút? Tài khoản thấu chi nó khác thẻ tín dụng ở chỗ là nó cho anh chị sử dụng cái tiền âm vô cái tài khoản thanh toán của mình. Có lẽ mình trong tài khoản mình không có đồng nào nhưng mà ngân hàng vẫn chấp nhận cho mình sử dụng trước cái đã. Một giống như là xài thẻ tín dụng hả? Tín dụng mình... là một cái tài khoản tín dụng, tài khoản nợ khác, còn này là tài khoản thanh toán của mình như là thẻ ATM mình. Mà cho phép mình sử dụng âm. Dạ, âm vô cái tài khoản của mình. Nhưng khi mà dùng cái đó thì đương nhiên cái lãi suất rất là cao. Bạn nào mà dùng thấu chi mà không có tính kỹ thì sẽ bị rất là nhiều cái phiền toái khi mà tính cái lãi suất phạt hay gì đó. Nên mình khi mình dùng thấu chi mình cân nhắc kỹ, thật là kỹ dùng thấu chi. Còn vay để mà làm đám cưới thì tức là vay tiêu dùng nữa đúng không? Nó thuộc về vay tiêu dùng đó anh Khánh. Dạ. Thì khi thường khi đó cái ngân hàng họ sẽ xem xét như thế nào? Thường là ta xem xét vô cái thu nhập của chồng hoặc là vợ khi kết hợp hay đó lại thì tổng thu nhập là bao nhiêu, cấp cho anh một cái hạn mức khoảng 100 triệu để anh chi tiêu mua sắm cho những cái vấn đề cần thiết cho cái đám cưới của mình. Thì về chi phí mình xin nói thêm là theo mình tham khảo một số cái bạn làm chi phí đám cưới thì cái phần mà đãi tiệc đám cưới là nó chiếm từ 50-60% cái tiền mà trong cái chi phí đó. Kế đến là khoảng 30% là cái tiền mà những cái chuẩn bị mâm quả rồi này kia, xe cộ cưới nhưng mà các bạn quên một điều là mình phải bỏ ra 20% để mình làm một cái là cái dự phòng tài chính. Anh phải dự phòng mới được, anh không dự phòng là anh sẽ bị vỡ cái hoạch ngay. Đó là cái công thức mà nguyên lý 80-20. Thì đó là một số bạn hay gặp là cái không có dự phòng 20% còn lại dễ bị gãy nhất. Vậy thì có những cái phương thức nào để các bạn chuẩn bị đám cưới mà có thể tiết kiệm được những cái nguồn chi phí của mình? Tại vì liên quan tới đám cưới thì những khoản này khoản kia chi ra, bên cạnh cái tiệc thì rất là nhiều những khoản này khoản kia phải chi ra, thì có những cách nào để mình có một kế hoạch được thật là chu đáo để mà tiết kiệm? Nói vấn đề mà mua sắm hoặc là chuẩn bị cho đám cưới thì mình nên phân ra 4 giai đoạn cụ thể. Thứ nhất là trước khi cưới, đám hỏi, đám cưới và sau cưới. Có nghĩa là tới vấn cái giai đoạn nào thì mình nên chi tiêu cho nó phù hợp với cái này đó. Ví dụ bây giờ anh chuẩn bị trước khi cưới mà đi mua cái vé máy bay, đi honeymoon, đi chân mật thì đương nhiên nó không phù hợp. Nói chung là mình chi theo đúng cái thời điểm và đúng cái giai đoạn là nó là cách tốt nhất. Với lại các bạn hiện tại bây giờ là có hay cái vấn đề là những cái khuyến mãi giảm giá cho những cặp mà làm đám cưới, ngay cả nhẫn cưới cũng được khuyến mãi giảm giá nữa. Mua một chiếc tặng một chiếc gần như rất là hay, rồi làm thiệp cưới cũng được giảm giá nữa. Thì mình nên tìm hiểu những cái khu vực như vậy để mình tham gia vô để mình có được giảm một số tiền nào đó cụ thể hơn. Tức là mỗi cái khoản chi đều có một cái gọi là cái hình thức phương cách nào đó để mình tận dụng cái nguồn giảm giá đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nhưng mà vẫn nhớ cái nguyên lý 80-20 mình là khi mà anh chi phí 10 triệu cho cặp nhẫn thì nên mua 8 triệu thôi. 2 triệu là để mình dự phòng lỡ nó dẫn nó có vượt quá thì mình có thể mình đắp lại được cho cái phần tiền mua nhà. Quay trở lại liên quan tới 4 cái nguồn tài chính mà có thể có để mà chuẩn bị cho đám cưới. Dạ. Tức là từ người thân, rồi từ tiết kiệm, dạ, từ ngân hàng. Thì ở đây mình nên cân đối giữa 4 cái nguồn đó như thế nào? Tức là cái khoản nào thì nên nhiều, khoản nào thì nên ít. Dạ. Thì tốt nhất thì mình nên cái tiền mình để dành là tốt nhất. Nhưng mà các bạn trẻ mà khi mới đi làm vài năm thì cái tiền nó không được nhiều. Nên là mình chi tiêu không có khéo. Thì thường là người thân và bố mẹ vẫn là cái nguồn chính để giúp đỡ mình trong cái vấn đề mà mình tổ chức cái lễ cưới. Thì hai cái nguồn mà tự có mình là tốt nhất. Rồi ngân hàng thì mình cân nhắc thật là kỹ khi mình sử dụng. Tại vì khi sau khi đám cưới mà mình sử dụng mà không hiệu quả, mình không trả được là nó sẽ rất là nhiều thứ phát sinh nữa.
Nhưng mà có cái phần mà tiền mừng tiệc cưới ở sau cái buổi tiệc thì cũng tính như cái đó tính là một nguồn thêm chứ, đúng không? Dạ đúng rồi, thì cái đó là anh trả lại cho bố mẹ là người thân. Thì mình nói vẫn quan trọng là cái nguồn tiết kiệm của mình trước cái đã. Rồi bố mẹ người thân thì mình mượn xong mình nên cân đối, khi mà cái tiền mà mình được cái tiền tiền cưới á, tiền ta mừng cưới mình, thì mình có thể cân nhắc để mình trả cho họ, cái người thân bạn bè mình. À thì đó là cách mình có thể tốt nhất cân đối cái chi phí. Đồng thời cái cách mà lựa chọn những cái địa điểm tổ chức tiệc cưới thì cũng là một cái cách để mình lựa chọn những cái chỗ nó không quá đắt tiền. Dạ đúng rồi anh. Dạ hiện tại thì có một số mình có thấy là một số cái không nhất thiết mình phải đại quận nhất quận 3, tại vì chỗ đó là nước là phí rất là cao. Thứ hai là cái nhà lúc nào nó cũng đầy hết á, đặt cũng rất là khó. Thì các bạn thấy ra Gò Vấp nè, có thể ra Tân Bình nè, những cái chỗ rất là lớn, rất là sang trọng, mình rất là ấn tượng. Nhưng mà đó là những cái nơi mà bạn có thể tiết kiệm rất là nhiều cho chi phí đám cưới của mình. Dạ. Cảm ơn rất nhiều những chia sẻ của anh Minh. Dạ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Đoàn Đức Minh là chuyên gia tài chính cá nhân về chủ đề những cái bước hoạch định tài chính cá nhân cho một cái đám cưới. Và đến đây thì phần 2 xin được phép khép lại. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang web đồngtiềnthôngminh.fbnc.com hoặc là truy cập vào facebook.com/đồngtiềnthôngminh cũng như là website của kênh FBNC tại địa chỉ là fbnc.vn để xem lại chương trình cũng như là đóng góp ý kiến để chúng tôi có thể cải thiện chương trình tốt hơn nữa. Và mời quý vị cùng giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 3 với những nội dung hấp dẫn khác.